25 lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời. 1. Yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu, đây là chân lý muôn đời. 2. Con không là những gì con nói mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thực sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay. 3. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 4. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. 5. Lời nói có sức mạnh, vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. 6. Hãy cho đi và con sẽ còn mãi. Con chỉ mất khi con còn nắm giữ. 7. Không ai có thể đi giúp ta. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 8. Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 9. Hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy. Từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo, mọi chúng sinh có những nỗi khổ riêng, một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít. Hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một, trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái; một, cuộc đời phụng sự và từ bi, là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới. 10. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. 11. Con nghĩ cái gì, con là cái đó. Cái chúng ta đang làm là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ấy như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. 12. Thả cho nó bay. Bí quyết của toàn bộ đời sống là không có gì để sợ. Đừng bao giờ lo sợ con sẽ trở thành ai trong tương lai. Con không lệ thuộc vào ai cả. Chỉ có khoảnh khắc con rũ bỏ mọi thứ, con mới được tự do. 13. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Có ba thứ không thể nào che giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. 14. Hãy làm chủ suy nghĩ, nếu không, nó sẽ làm chủ con. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Chính suy nghĩ của con người chiêu cảm ra nghiệp xấu, chứ không phải kẻ thù hay oan gia của họ. 15. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Không gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người, nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhất, nó là lưỡi gươm gây chết người. 16. Không ai xứng đáng nhận được tình thương của con hơn là chính con. Con hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương mến của con hơn là bản thân con. Người đó không thể tìm được ở đâu cả. Con, chính con, cũng như mọi chúng sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến ấy.
17. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Chiến thắng bản thân mình còn hay hơn là đánh thắng 1.000 trận đấu. Chiến thắng ấy là của con, nó không thể bị lấy đi khỏi con bởi thiên thần hay ác quỷ, bởi thiên đàng hay địa ngục. 18. Đời sống tâm linh không phải là cái gì sang trọng mà là một nhu yếu. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 19. Chuyển hóa nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. Đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. 20. Tìm về suối nguồn bình yên bên trong con. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Cho đi những gì tích trữ được. Để sống đúng một cuộc sống vô vị lợi, ta không cần phải xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa. 22. Chọn bạn mà chơi. Một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con. 23. Không có đường đến hạnh phúc là con đường. 24. Bỏ đi những hư danh giả tạm. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia sẻ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 25. Yêu, sống, thả cho bay. Sau cùng, đây là những vấn đề quan trọng. Con đã yêu chân thành như thế nào? Con đã sống trọn vẹn ra làm sao? Con đã thả cho bay nhiều đến chừng nào?